Chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn thêm những gốc mai nhỏ bạn ơi. Mai này thì chủ vườn đang kêu bán bạn, giá khá là rẻ bạn ơi. Gốc nam mai này hoành 27 bạn, mà yếu 27 chút xíu. Nói chung là giá cực kỳ rẻ. Anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Số hộ chủ vườn mình sẽ để trên màn hình. Thì anh em cứ quan tâm thì cứ tham khảo. Được thì cứ liên hệ bạn ơi. Này bồ đề bạn. Giá thì hợp lý mềm bạn ơi. Gặp không? Gốc này thì đang ở Bình Phú, Cà Lậy, Tiền Giang nha bạn. Còn đây là cái tàn đó bạn, tàn nó khá là cao bạn. Với tầm giá như thế này thì quá là ok bạn ơi. Mình sẽ quay lại bạn coi lần nữa, bắt đầu mình qua góc số 2 bạn ơi. Góc số 2 bạn. Gốc này hoành 29 bạn ơi. Đây bồ tàng đó bạn. Bên này cái dáng nó cũng khá là hay nha các bạn. Thích hợp cho anh em nào về có thể chơi theo ý muốn của mình. Con này chủ vườn không có chỉnh sửa cho ta không ơi. Ở phía dưới còn cái bộ đế đó nha bạn. Mình sẽ quay sơ cho anh em xem cái nữa, bắt đầu mình qua góc số 3 bạn ơi. Góc số 3 bạn ơi. Hàm chính đúng rồi bạn ơi.
chỗ, chỗ cái U là 31 bạn. Dưới là bộ đế bạn ơi. Nhìn thấy là cái này là mình moi lên là cùng với bộ đế nó ra khá là xa nha các bạn. Nói chung là cái tầm giá này là gốc mai vậy là quá ok các bạn ơi. Ngoài đây là cái bộ tàng đó bạn. Góc kế tiếp bạn ơi. Ba ba yếu bạn. Thì anh em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp chủ vườn bạn ơi. Đây là cái tàn của nó bạn. Hai 22 bạn ơi, hoành 22 bạn. Tiếp theo bạn quay cái tàn sơ sơ cho anh em xem, bắt đầu vô mình đâu hoành nha. Ba ba bạn ơi, hoành 33. Anh em nào quan tâm liên hệ, đem về đó muốn chơi theo kiểu gì đó là chơi. Đây góc cuối cùng bạn ơi. Cây này hoành nhỏ bạn ơi. Rồi nói chung là anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Giờ chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại mọi người ơi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ơi.